Sử Dụng Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Gia Đình Gà, chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm này có mã là 531, cao 51, ngang 32 và sâu 24. Hàng liền khối 100% và rất là đặc gỗ các bác nhé. Em sẽ quay kỹ và cận cảnh cho các bác ngắm kỹ tứ diện của tác phẩm này. Một tác phẩm là một phôi gỗ đặc và siêu vân các bác nhé. Đục rất đẹp và sắc nét, gồm có một chú gà trống, một chú gà mái và ba chú gà con. Tác phẩm này có giá bán bên em là 3.800.000. Một tác phẩm để bàn rất là đẹp các bác nhé. Thông thường các bác có thể thấy Gia Đình Gà được đục ở rất nhiều các loại gỗ khác nhau, gỗ hương ta, gỗ chắc đỏ đèn hay gỗ mun sừng. Và hôm nay bên Sưởng Tượng Gỗ sẽ giới thiệu cho các bác tác phẩm Gia Đình Gà chất liệu gỗ hương ta và đục rất đẹp và sắc nét, đặc biệt là liền khối các bác nha. Biểu tượng gà được quan niệm có tác dụng thu hút tài lộc và giữ được thế vững vàng trong công việc, nên rất là nhiều những khách hàng đã lựa chọn những cái tác phẩm tượng gà, Gia Đình Gà hay là gà trống để làm thành những món quà tặng hay trưng bày ở trong nhà, trong phòng khách hay văn phòng cửa hàng kinh doanh các bác nhé. Đem đến cho công việc của các bác thật sự may mắn và tiến đến thành công các bác nha. Tác phẩm này có giá bán bên em là 3.800.000, cao 51, ngang 32 và sâu 24. Bác nào